chào Netlove. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Japan Daily Top News. Các bạn đừng quên tải ngay app Netlove để đón xem những chương trình hấp dẫn nha. Và ngay bây giờ thì chương trình sẽ được tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú ý tại Việt Nam, thế giới và Nhật Bản trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trở nên nghiêm trọng, người dân hạn chế ra ngoài do giãn cách xã hội, lượng khách mua hàng tại các siêu thị giảm, thì nhóm hàng thực phẩm thiết yếu lại tăng giá. Doanh thu tháng trước của các siêu thị lớn trên toàn quốc lần đầu tiên vượt quá mức so với cùng kỳ năm trước trong 2 tháng liên tiếp. Theo công bố của Hiệp hội Chuỗi cửa hàng Nhật Bản, doanh thu của 11.855 siêu thị lớn trên toàn quốc trong tháng trước là 1.051,0 tỷ yên, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng đầu tiên trong tháng. Cụ thể, từ tháng 8 trở đi, thời tiết chuyển xấu, ngày nắng ấm thư dần. Đó chính là lý do khiến cho giá rau củ quả tăng đột biến, đặc biệt là bắp cải và cải thảo. Trong đó, doanh số bán quần áo mùa hè ế ẩm giảm 14,2%, mỹ phẩm và chất tẩy rửa quần áo giảm 8,3%. Ông Satoshi Eduga, sống tại phường Adachiwa, Tokyo, nộp hồ sơ lên tòa án thành phố hôm ngày 5 tháng 11, đề nghị chính quyền tiến hành điều tra ai là cha mẹ ruột của ông. Eduga nói với truyền thông về quyết định khởi kiện, ông muốn dành hết thời gian còn lại để tìm gia đình ruột thịt. Theo luật sư của Eduga, đây là trường hợp hy hữu vì mong muốn tìm lại gia đình diễn ra sau khoảng thời gian là 63 năm. Vụ việc của ông Satoshi Eguga từng được ra tòa án Tokyo kết luận vào năm 2005. Bệnh viện phụ sản Sumida thuộc thành phố quản lý của chính quyền thành phố bị tuyên có hành vi là gây nên một sai sót nghiêm trọng trong khi xác định nhầm trẻ sơ sinh. Đồng thời chính quyền phải bồi thường cho nạn nhân là 176.000 USD, tương đương với 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, 16 năm qua, Eguga cho rằng không được giới chức hỗ trợ tìm kiếm mẹ ruột. Bởi vậy, ông tiếp tục tìm đến sự trợ giúp từ pháp luật. Đây cũng là lần đầu tiên ông công khai tên và đề nghị báo chí chụp ảnh. Satoshi Eguga hy vọng bố mẹ hay anh chị em ruột có thể nhận ra khi thấy khuôn mặt của ông. Không bị trì hoãn như mọi năm, lễ hội Việt Nam năm nay sẽ được ấn định tổ chức vào tháng sau, tức là ngày 11 và 12 tháng 12, với khẩu hiệu Xin chào Việt Nam. Như mọi năm, hội trường sẽ là công viên Yoyogi gần đền thờ Thiên Hoàng Minh Trị Meiji Jingu. Nhưng năm nay, lễ hội sẽ được quyết định tại hội trường, công viên Ueno, ga gần nhất Ueno. Cơ quan quản lý đô thị Bangkok, BMA cho biết các quận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Banflat, Sambathawong, Yanawa, Thonburi và Prakanong. Tất cả đều là các quận nằm bên sông Chafraya chảy qua thủ đô Bangkok. Nhiều con đường ở thủ đô Thái Lan ngập nặng khiến người dân phải lội nước. Theo báo Bangkok Post, nhiều người dùng mạng xã hội để bày tỏ sự thất vọng về tình trạng này. Vào sáng ngày 8 tháng 11, triều cường đạt đỉnh là 1,33m. Tới chiều cùng ngày, triều cường vẫn ở mức trên 1,2m. Cục Thủy văn kêu gọi mọi người cẩn thận vì triều cường tiếp tục tăng lên 1,3m vào sáng ngày 9 tháng 11, cao hơn dự báo trước đó của cơ quan chức năng. Thống đốc Bangkok Ashwin Skangwang vừa thừa nhận BMA đã tính toán chưa sát mực nước thực tế do triều cường và đưa ra lời xin lỗi về tình trạng ngập lụt. Sự gia tăng của Bitcoin là đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới theo giá thị trường, cùng với các đồng tiền kỹ thuật số khác đã đẩy giá trị thị trường của tiền kỹ thuật số vượt qua 3.000 tỷ USD. Công ty nghiên cứu thị trường Finstrat cho biết trong một báo cáo hôm 8 tháng 11, diễn biến đột phá này của Bitcoin có thể báo hiệu sự bắt đầu của đợt tăng giá cuối cùng trong quý 4 trước khi thị trường tiền điện tử cho thấy sự củng cố rõ ràng hơn vào năm tới. Báo cáo này cho rằng Bitcoin, Ethereum và nhiều đồng tiền điện tử thay thế khác có thể mạnh lên trong những tuần tới. Đồng Bitcoin đã lập mức kỷ lục vào tháng 10, theo sau việc ra mắt quỹ giao dịch hoán đổi liên kết với Bitcoin đầu tiên dành cho các nhà đầu tư Mỹ. Quỹ có tên là ProShares Bitcoin Strategy ETF đã thu hút được hơn 1,2 tỷ USD khi ra mắt. Thị trường tài sản kỹ thuật số của Bitcoin, vốn có tuổi đời hơn một thập niên, đã tăng gần gấp 4 lần so với cuối năm 2020. Từ đầu năm đến nay, giá Bitcoin đã tăng hơn 130%. Một người đàn ông đã dùng hung khí tấn công một cảnh sát tại thị trấn Cannes, tuyên bố rằng anh ta hành động nhân danh nhà tiên tri. Nguồn tin giấu tên cho biết cảnh sát đang ngồi sau tay lái chiếc ô tô đổ trước đồn lúc 6 giờ 30 theo giờ địa phương ngày 8 tháng 11 thì kẻ tấn công mở cửa cầm hung khí đâm anh này. Y cố đâm một người nữa ngồi trong xe trước khi bị một cảnh sát nổ súng hạ gục. Kẻ tấn công bị thương nặng đang trong tình trạng nghiêm trọng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Darmanin hôm 8 tháng 11 thông báo trên Twitter rằng người cảnh sát không bị thương nhờ áo chống đạn. Giới chức cho rằng đây có thể là tấn công khủng bố. Báo chí Pháp đưa tin nghi phạm sinh năm 1984 là công dân của Algeria, sử dụng giấy tờ cư trú của Italia. Cảnh sát Pháp trở thành mục tiêu hàng loạt tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan trong những năm gần đây, khiến nhiều người kêu gọi gia tăng biện pháp bảo vệ cảnh sát và tăng mức án tù. Tập đoàn giáo dục Tân Phương Đông tuyên bố đóng cửa 1.500 trung tâm dạy thêm sau khi chính phủ Trung Quốc siết quản lý lĩnh vực này. Quyết định được Du Mẫn Hồng, người sáng lập tập đoàn giáo dục Tân Phương Đông, thông báo trên mạng xã hội Douyin hôm 7 tháng 11. Tập đoàn sẽ quyên tặng 80.000 bộ bàn ghế cho các trường công lập vùng nông thôn của Trung Quốc. Tân Đông Phương cũng sẽ đóng cửa K9, hoạt động dạy thêm học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 vào cuối tháng 11 này, theo tuyên bố trước của Quelearn Technology, công ty con của Tân Đông Phương niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông. K9 đóng góp 40% doanh thu của Quelearn. Sau khi đóng cửa 1.500 cơ sở dạy thêm, Tân Phương Đông sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ dạy học cho người lớn, bao gồm dạy ngoại ngữ, luyện thi và tư vấn du học. Du Mẫn Hồng tuyên bố có đủ tiền mặt dự phòng để hoàn trả học phí cho khách hàng và trả lương còn nợ cho nhân viên.
Trong cuộc họp giao ban trực tuyến gần đây của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các địa phương, theo Sở Y tế qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố đã nhận thấy việc triển khai ở một số địa phương cần chú ý và củng cố. Sở cho biết sẽ kiểm tra thực tế công tác quản lý và cấp thuốc cho F0 trên địa bàn. Nếu đơn vị nào không thực hiện cấp phát thuốc cho F0, chưa sẵn sàng nghe điện thoại khi F0 gọi đến thì sẽ bị xử lý theo quy định. Theo đánh giá cấp độ dịch tại phường, xã, thị trấn tính đến ngày 8/11, Thành phố Hồ Chí Minh có 13 địa phương ở cấp độ 3 là vùng cam nguy cơ cao. Căn cứ theo kế hoạch 3515 của Ủy ban nhân dân thành phố, việc đi lại của người dân tại các địa bàn là không hạn chế. Tuy nhiên, người dân cần tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo quy định. Qua giám sát, nhiều người lao động ở các địa phương khác trở lại Thành phố Hồ Chí Minh làm việc và dương tính với Covid-19. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị phối hợp với doanh nghiệp nắm bắt thông tin, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, tránh lây lan dịch bệnh. Bắt đầu từ ngày 8/11, người dân sẽ được cấp và sử dụng hòm hộ chiếu vaccine để đi nước ngoài. Theo ông Đỗ Trường Duy, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, theo Bộ Y tế cho biết, lâu nay Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế đã cấp giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 bản giấy, còn giấy xác nhận tiêm chủng bản điện tử thì hiện đã được hai Bộ Y tế Thông tin và Truyền thông thống nhất chuẩn mẫu. Như vậy, khi người dân được cấp hộ chiếu vaccine, chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 bản điện tử, sau khi Bộ Ngoại giao có các trao đổi, thống nhất với các quốc gia để có cơ chế thừa nhận lẫn nhau về việc sử dụng hộ chiếu vaccine, người Việt Nam sẽ được đi lại tham gia các hoạt động ở các quốc gia khác. Ngược lại, Việt Nam cũng sẽ công nhận và cho phép công dân các nước khác đến bằng hộ chiếu vaccine. Vào lúc 7:55:16 sáng ngày 9/11, vệ tinh Nano Dragon made in Việt Nam đã được tên lửa Epsilon 5 của Nhật Bản đưa vào quỹ đạo, bắt đầu làm việc trong không gian. Dự kiến ban đầu khoảng 9:30 sáng nay, vệ tinh sẽ bay qua bầu trời Việt Nam. Sau 3 lần cơ quan hàng không vũ trụ JAXA phải hoãn sự kiện phóng vệ tinh do sự cố kỹ thuật và thời tiết không thuận lợi. Theo ông Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam VNSC ở lần thứ tư này cho biết, thời tiết sáng nay tại bãi phóng Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima có gió nhẹ khá thuận lợi, sẵn sàng vào bãi phóng. Theo VNSC, vệ tinh Nano Dragon là vệ tinh thứ 9, cũng là vệ tinh được thả vào không gian sau khi rời khỏi mặt đất 1:11:38. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Bạc Liêu, quân khu 9 vừa chi viện 20 bác sĩ điều dưỡng hỗ trợ tỉnh nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đoàn do Trung tá Dương Minh Tú, chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Cục Hậu cần quân khu 9 làm trưởng đoàn. Cụ thể, đoàn bác sĩ điều dưỡng được tăng cường để hỗ trợ thành phố Bạc Liêu trong phòng chống dịch COVID-19. Trung tá Dương Minh Tú cho biết trong thời gian hỗ trợ Bạc Liêu, đoàn sẽ cố gắng phối hợp cùng với địa phương làm tốt công tác chăm sóc, tiêm vaccine, thu dung, chữa trị bệnh nhân COVID-19, quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh, đem lại sức khỏe cho nhân dân và bình an cho tất cả cộng đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hưng, 26 tuổi, trú phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, tháng 9 năm 2021, Hưng quen biết chị Mai Thị X, 38 tuổi, trú xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa là khách hàng của tiệm spa nơi Hưng làm việc. Do đang nợ số tiền khoảng 600 triệu đồng và biết chị X là người có tiền, Hưng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị X. Lợi dụng lúc chị X đến quán bar sử dụng dịch vụ tấm trắng không kiểm soát được điện thoại, Hưng đã truy cập trái phép vào điện thoại của chị X rồi thay đổi tài khoản Zalo của em gái chị X. Sau đó Hưng sử dụng tài khoản Zalo giả danh em gái chị X để nhắn tin cho chị X mượn 700 triệu đồng để mua đất. Sau khi phát hiện bị lừa, chị X đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Trong tập 30 của Ghép đôi thần tốc mới đây đã có sự tham gia của chàng hot boy bóng rổ Hồng Gia Lân. Anh chàng đúng chuẩn tiêu chí, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Nhưng liệu cái kết có được như mong muốn? Anh chàng có cưa đổ được trái tim của người đẹp hay không? Xin mời quý khán giả cùng đón xem tập 30 của Ghép đôi thần tốc, Kết đôi như ý để cảm nhận sự mặn mòi của anh chàng tại đây nhé. Bấm đi nào. Bấm thôi. Em bấm đi. Chỉ em bấm. Chị qua chị bấm nguyệt em giùm đi. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Japan Daily Top News ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúng ta xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai. Xin chào TV, xin chào Net Love.